Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp Touring Mazda X-Cruiser 600, một dòng xe đạp Touring được trang bị cấu hình xe đua các bác nhé, là sử dụng bộ cấu hình của Shimano Tiagra với 10 tầng lip và 2 tầng đĩa cho 20 tốc độ khác nhau. Toàn bộ khung là khung nhôm các bác nhé. Màu sắc rất là đẹp, màu sắc đen kẻ chỉ xanh lá cây và cải thêm logo màu trắng này, các bạn nhìn chiếc xe nó thêm phần rất là thể thao. Đấy, cực kỳ là khỏe khoắn. Thương hiệu Mazda, một cái thương hiệu xe của Đài Loan và cực kỳ là đang có chỗ đứng ở trên bản đồ xe đạp thế giới các bạn nhé. Rất nhiều những mẫu xe đến từ thương hiệu này đang đứng trên top những chiếc xe đạp tốt nhất thế giới hiện nay. Chiếc này thì sản xuất tại Đài Loan luôn các bác nhé. Đây là những cái mã khung, mã xe, công nghệ nhôm HFS Hydroforming các bác nhé. Cái công nghệ HFS này cực kỳ là nổi tiếng của dòng sản phẩm của Mazda các bác nhé, cực kỳ nổi tiếng trên thế giới. Đây là cái công nghệ ép khung bằng nước HFS, các bác có thể Google thêm về cái công nghệ này, rất là hay. Ở trên Google rất là nhiều những cái bài viết của nước ngoài nói về công nghệ này. Sơn si thì cũng còn rất là bóng mới các bác nhé. Đấy, các bác có thể nhìn trên hình. Đấy, rất là bóng mới, chỉ có những cái vết xước nhỏ, xước răm nó đã qua quá trình sử dụng và nó sẽ bãi nhập khẩu về nên là không thể tránh khỏi thôi. Đó, bộ chuyển động của xe thì trang bị hết toàn bộ là Tiagra với 10 tầng lip và 2 tầng đĩa đạp cho 20 tốc độ khác nhau. Đấy, gạt đĩa rồi đến đùi trục rỗng cũng là full Tiagra. Như trên vi đông đây, tay bấm xả cũng đến từ Shimano Tiagra các bác nhé. Thì những cái dòng tay bấm xả về cho Touring này thì em nhớ không nhầm là đến đời Tiagra là còn chữ Tiagra này thôi, còn đến những cái đời cao hơn như là 105 hay là Ultega là người ta bỏ đi cái chữ thương hiệu này, người ta chỉ thay vào là 11 speed hay là Shimano 11 hay là 12 gì thôi. Đến đời Tiagra là vẫn còn giữ được cái bộ này các bác nhé. Nó giữ cái chữ này thì nó sẽ quam ly hơn cho cái bộ group của mình. Vành bánh 700C sử dụng quả lốp là của CST các bác nhé. Quả này là 700C nhân 32C. 32C đó là một cái dòng, một cái bản lốp tiêu chuẩn cho dòng Touring rồi. Bánh này thì nguyên zin rồi, đây chữ Mazda này. Càng cũng là càng nhôm nguyên zin thôi nhá. Mayer thì là được sử dụng Mayer bi vòng bạc đạn, rất là ngon và Touring mình cực kỳ là tốt. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây, đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Thì size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 47cm. Từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 52cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m65, khoảng 1m75 thì phù hợp. Các bạn bộ chuyển động kia là đang 10 lít 2 đĩa, 20 tốc độ khác nhau. Đó có thể nhìn trên hình đây. Chỉ xả cực kỳ mượt nhé. Con này 3 tầng đĩa lắm nhé, con này 3 tầng đĩa. Bây giờ để ý 3 tầng đĩa thì
để được 30 cái độ khác nhau thôi nhé. Thì xe đang có giá bán bên em là 11.800.000 bao ship toàn quốc cho cả bác, chuyển hết 100% tiền và 715 cho bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn tôi lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.